Hi và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Tawala. Và hôm nay sẽ cùng nhau review một cái mod rất là hay, đó chính là Good Robot Lovely. Thì để mình giới thiệu luôn nha. Thì đây là một cái mod kiểu như là các bạn sẽ có những cô bạn gái rất đẹp gái luôn, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Trời ơi dễ thương mà. Mình muốn phá cái màn hình rồi mình chui mình ôm quá các bạn. Ui, nói chung là dễ thương lắm. Không mình thấy không? Ngoài sự vết thương ra thì mấy thánh này còn có cái gì mà gọi là nó không có phẳng, các bạn hiểu không? Đó, thấy không? Nó không có phẳng. Còn gặp như Alex vậy, các bạn, cái con nhân vật Alex rồi biết không? Đó, cái ngực nó mách phẳng luôn. Còn mấy em robot này thì mình thấy không? Đó. Trời ơi, ghê quá. Rồi, thì để mình giới thiệu cái cách để tạo ra mấy em robot nha các bạn. Thì đầu tiên là các bạn phải cài cái mod của trước đã. Thì cái mod mình sẽ để cái link down phía dưới phần mô tả, các bạn nhớ vào các bạn coi nha. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ cần như mình kính nè, block đá đỏ nè, đúng không? Với lại thì các bạn sẽ ráp được cái này. Có nghĩa là các bạn lấy cho mình kính đó, các bạn lắp bốn bên, nó đặt cái đá đỏ ở giữa là các bạn sẽ có cái cục này. Đầu tiên có cục đó rồi đúng không? Qua bước tiếp theo là các bạn sẽ lấy cái cục để đặt ở giữa, rồi các bạn lấy thanh sắt này, các bạn để bốn bên, rồi mấy cái này cũng để bốn bên luôn. Đây, mình làm cho coi. Đó. Rồi các bạn sẽ đặt cái ở giữa đúng không? Đặt cái này vô. Đó. Để mình giới thiệu các bạn. Ví dụ như là nếu các bạn không đặt này vô á, đúng không? Là nó sẽ cho hồi ra cái em thỏ các bạn. Cái phiên bản mà robot mà nó có thêm cái tai các bạn, dễ thương lắm các bạn. Nếu mà các bạn muốn làm phiên bản không có tai thì các bạn đặt cái vàng này thôi. Giờ mình làm cái không có tai nha. Đó, ta đã có một cái trứng rồi, ta sẽ đặt ra. Ôi trời ơi. Ôi xịt bóng mũi được các bạn. Trời ơi, sao mà em ấy đẹp gái quá vậy? Mình muốn phá màn hình vô ôm thiệt luôn các bạn. Nói thiệt luôn, các bạn mà chơi Minecraft mà các bạn cài mod này vô là bảo đảm các bạn sẽ không bao giờ bị lẻ loi nữa các bạn. Là các bạn không còn có bồ luôn, các bạn chỉ còn ở nhà chơi với mấy em được rồi. Rồi, đây là phiên bản không có tai các bạn thấy không? Không có tai nè. Đây để mình cho coi cái phiên bản có tai nha các bạn. Đây thấy không? Trời ơi, ngực đã pro rồi rồi. Mà có tai nữa chứ, trời ơi cái tai dễ thương như kìa. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, để mình giới thiệu các tính năng của mấy em robot này nha. Cái tính năng đầu tiên, cái tính năng quan trọng nhất á, là nó sẽ bảo vệ các bạn. Đầu tiên là ví dụ như các bạn muốn cho em ấy tấn công á, là các bạn sẽ bấm này ra. Đó, em ấy sẽ thả hai cái tay ra, các bạn thấy không? Bạn thấy cái tay không? Nè, đó, thả tay ra kìa. Rồi đó, rồi các bạn muốn cho em ấy đánh đó, các bạn đi cầm cái kiếm hay là cái thứ gì đó, các bạn đi bấm chuột phải vô. Đó, mình thấy cái chữ này không? Auto attack mode là mỗi khi em ấy có đi gặp quái vật là em ấy sẽ đi tấn công các bạn. Đó, giờ mình tắt nè. Rồi, em ơi, theo vào chuồng anh ơi. Đó. Hình như là mà em đúng rồi, theo anh đi. Đó, thấy không? Nè, để gì mình thử đặt cái con quái nha các bạn. Thấy cái kỹ năng của em ấy đi vượt hàng rào các bạn thấy không? Hồi nãy các bạn thấy rồi đó. Là có khả năng đi vượt hàng rào luôn, không có cần gì đó, vượt hàng rào luôn các bạn. Đây mình đặt thưởng heo ra coi em ấy làm gì nha. Để mình đi chỉnh bật chế độ đã. Rồi bật lên rồi, đó, thấy không? Đó, bật rồi nha. Rồi đặt heo ra. Rồi mình switch con heo. Đó, bạn thấy không? Không, thấy kiếm laser không các bạn? Đó, thấy kiếm laser chưa? Lại nè. Đó, bạn thấy kiếm laser không các bạn? Đó, kiếm laser màu hồng á. Đó. Trời ơi, dễ thương quá các bạn. Đó. Rồi thì đó là cái chức năng chủ yếu của em ấy. Ê, xin lỗi nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi coi mấy em thỏ nha các bạn. Mấy em thỏ thì cũng giống y chang thôi, chỉ có khác là em ấy cái phần mà véo á, cái phần này đó, phần ngực á thì đi mặt hơi hở tí thôi. Đó bạn thấy không, cái phần trên này các bạn hở tí thôi, không có gì hết đâu. Rồi đôi mắt thì trời ơi dễ thương, nhất là em màu hồng này các bạn. Đó, thấy không? Ơi em màu hồng nè. Đó, giờ mình thử con đặt heo đây nha. Rồi mình sẽ bật chế độ tấn công. Đó, bật chế độ tấn công đã. Ê, mua anh thả tay em ấy chứ. Rồi. Đó, giờ mình đặt heo ra. Các bạn coi nha. Đó, bạn thấy không? Nó quýnh heo liền các bạn. Đây gọi là thanh niên, nói chung là mình đây là cái người hầu rất là hay với các bạn. Đó. Thì các bạn cũng thấy thì mấy em robot này có ba màu đúng không? Ba bốn màu gì đó. 1 2 3 đúng không? Đó, thấy không? Ba màu khác nhau nè, để mình qua chỉ các bạn cách để tạo ra mấy màu khác nhau nha. Đây coi đây. Bên cái phần mà không có tai các bạn, là mấy em không có tai này các bạn đó, các bạn thấy không, không có tai thỏ đúng không? Đó, không có tai thỏ nè. Là cái phần để tạo ra em màu hồng á, các bạn sẽ dùng cái này màu hồng này các bạn đặt ra bên cạnh cái đầu á, nghĩa là gì nè. Từ đợi mình tí. Gì nè, game mode 1 là các bạn sẽ lấy cho mình cái đầu đúng không? Lấy cái đầu ra. Các bạn đi cầm cái màu hồng đúng không? Các bạn vô đây, các bạn wrap, các bạn đặt cái này vô. Đó là khi các bạn đi đặt ra thì em ấy có màu hồng đúng không? Còn khi mà các bạn gì ta đi chỉnh thành từ nếu mà các bạn đi xài màu vàng á thì các bạn cũng tạo ra em màu vàng các bạn. Đó, chuẩn bị đặt ra màu vàng nè. Đó, dễ thương chưa? Tóc đuôi gà kìa các bạn. Má ơi, mình thích mấy em này em nha. Ôi, hẹn hò với anh đi. Anh yêu lắm. Kiểu này là cái Tết này mình không còn bạn gái nữa các bạn. Mình ở nhà chơi với em được rồi. Đó, chào em. Ôi, body chuẩn rồi thấy không? Mông ngực đầy đủ rồi. Nên coi tiếp theo là cái phần để mình quên mất tiêu rồi. Đúng rồi, cái phần đi đặt tên các bạn. Các bạn lấy cái name tag ra. Các bạn sẽ đi đặt tên cho mấy em, nó giống như thú cưng nha các bạn, nhưng mà cái đây là robot các bạn. Rồi, thì mình lấy cái rèn cái lò rèn rồi đã. Rồi, cái đe rồi. Đây, đặt ra. Các bạn bỏ cái name tag vô, các bạn sẽ thay thành bạn gái của Tawala. Rồi. Đó. Bạn gái của Tawala này các bạn thấy không? Để mình đi chỉnh tên hết coi. Hay là cái tên gì ta? Chexy. Chexy thử coi. Đó, Chexy nữa các bạn. Các bạn sẽ đặt tên cho đây là Chexy đúng không? Đó, bạn thấy không? Khi các bạn đi bấm chuột phải vô đúng không? Bình thường lúc mà các bạn tạo ra máy là nó sẽ có chế độ là người hầu các bạn thấy không? Là tay để nè. Khi các bạn đi muốn em ấy đi quýnh nhau thì các bạn bấm chuột phải. Đúng không? Thấy không? Khi mà có cái con quái nào hay là ai đi quýnh bạn là mấy em này sẽ đi nhảy ra quýnh bạn liền, đi quýnh cái thằng nó liền luôn, nó thiệt luôn. Nói chung là cái này là rất là hay. Đó, thấy không? Đó. Rồi. Đó là cái phần này, giờ mình sẽ thử đi cầm mấy quái cho nó quýnh nè. Giờ mình thử với cái em này nha, hai em này nè. Rồi mình sẽ cầm cái con quái nào mà to thì to, nó mạnh thì mạnh luôn các bạn. Skeleton đi, ví dụ skeleton đi. Đặt ra. Từ, ấy chết mà. Đó, thấy không? Từ để mình đi thả tay với mấy đã. Đó, kiếm laser nè các bạn thấy không? Đó, em ấy cầm sẵn kiếm laser nè. Đó, chưa có là mình chỉnh với độ quýnh đã. Đó, đánh nó đi. Thấy chưa các bạn? Khi mà các bạn đi bấm cho em ấy cái chuột phải các bạn. Lúc mà em ấy còn đi giữ tay nè, các bạn bấm chuột phải vô. Thả tay em ấy rồi cầm cái kiếm á, các bạn bấm chuột phải vô nữa. Là mỗi khi có quá là mấy em ấy sẽ đi quýnh. Là nó giống như là đi bảo vệ mình nữa. Nói chung là nếu các bạn chơi sinh tồn mà các bạn đi đặt cái em này để xung quanh nhà á, mỗi lần con quái vô Ripper gì vô nó quýnh hết luôn các bạn. Rất là tiện lợi nha. Rồi để mình thử coi nè. Mình sẽ thử làm một cái con quái rất là lớn để mở cổng em ra đó, mở cổng nè. Rồi, mình sẽ kiếm con quái nào mạnh thiệt mạnh coi. Rồi mình chỉnh cái game mode 1 đã, coi thử ra sao. Spam Magacue, Spam Silverfish, Spider rồi tùm lum tùm la, mình sẽ lấy một đống ra luôn. Đó. Giờ mình sẽ chỉnh game mode 1 nha các bạn, game mode 0. Đó, sinh tồn nha, giờ mình sẽ đặt ra. Ví dụ như là cái con này đi. Đó thấy không? Có một đám vô quýnh các bạn. Lỡ mà cái con nào nó quýnh mình là có một cái đội quân nó vô quýnh mình luôn. Từ để mình chỉnh thành cái chế độ ấy đã. Thả tay ra hết trơn đi. Rồi. Đó thấy không? Mấy em ấy sẵn sàng quýnh liền. Rất là hay nha các bạn. Đó. Để coi chỉnh thành gì ta? Woof. Đó. Đó thấy không? Cả nguyên đội quân luôn kìa. Giờ mình sẽ đặt một đống vào luôn. Lỡ mình đi quýnh một con á. Đó thấy không? Là một đám vô quýnh kìa các bạn thấy không? Đó. Thấy không các bạn? Có một tem đi vô cứu mình kìa. Đó, là các bạn sẽ có cả có nguyên cái đội quân người máy luôn các bạn. Đó, thấy chưa các bạn? Thấy chưa? Đó, thấy không? Quýnh hết luôn. Đó, thấy không? Cái chó của ông tha nữa. Đó, rất tiện lợi nha. Hey, thì nói chung là nếu các bạn thích cái video này á, với lại thích cái món này thì các bạn hãy cho mình một like, một share, subscribe để mình làm thêm nhiều video nha các bạn. Thì mình rất cảm ơn vì hôm nay channel của mình đã được hơn 1000 sub rồi. Thì mình rất là cảm ơn luôn. Rồi ok. Thì mình đã nhắc lại coi. Đẹp trai giờ đó. Ấy lộn, đẹp gái không? Thấy gì chưa? Đó. Xin lỗi, mình đùa thôi. Thì nói chung là mọi người hãy tải về cái món này chơi thử nha, rất là hay nha. Rồi và tạm biệt mọi người. Bye bye.